Xin chào, lại là Trang đây. Và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một loại thuốc. Thuốc Ginkgofort 30mg điều trị suy tĩnh mạch bạch huyết, thành phần, công dụng và tác dụng phụ. Nếu như chúng ta quan tâm thì Trang có 5 chủ đề nhỏ xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về loại thuốc này. Và xin lưu ý giúp Trang là không tự ý sử dụng thuốc ngay tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ để được an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của chính bản thân mình và người thân của mình bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang. Chủ đề đầu tiên, tìm hiểu thuốc Ginkgofort 30mg là thuốc gì? Thì các bạn có thể xem hình ảnh minh họa cùng với Trang xem phải loại thuốc bạn đang mong muốn tìm hiểu hay không. Nếu đúng rồi thì chúng ta đồng hành cùng với Trang ở video này bạn nhé. Thì nó nằm trong danh mục là thuốc trị viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch. Dạng bào chế là viên nang cứng. Quy cách đóng gói, một hộp gồm có 3 vỉ, mỗi vỉ thì có 10 viên. Thành phần thì nó có Rosiglutin, Ginkgo biloba, heptaminon, chlorhydrate, thì nó có 3 cái thành phần hoạt chất chính. Chỉ định trị giãn tĩnh mạch chi dưới, chống chỉ định cường cận giáp, cao huyết áp. Xuất xứ thương hiệu của Pháp bạn nha. Như vậy là chúng ta đã hiểu một cách khái quát về cái loại thuốc này cùng với Trang rồi đó. Thì đây là những cái thông tin khái quát nhất cho những ai muốn tìm hiểu một cách nhanh nhất. Chủ đề thứ hai, thành phần của Ginkgofort 30mg. Thành phần ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm đến thành phần hoạt chất chính của Ginkgofort 30mg các bạn nha. Thì chúng ta thấy rằng nó có 3 thành phần hoạt chất chính mà chúng ta vừa nêu ở cái phần chủ đề đầu tiên về thành phần. Thì bây giờ chúng ta điểm danh lại cùng với Trang. Thì 3 hoạt chất trong Ginkgofort 30mg đó chính là Rosiglutin, Ginkgo biloba, heptaminon chlorhydrate. Thì đây là 3 thành phần có trong cái viên thuốc này. Như vậy là chúng ta đã nắm được thành phần hoạt chất chính rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ 3, công dụng của Ginkgofort 30mg. Thì ở phần này chúng ta sẽ quan tâm đến chỉ định, cách dùng và liều dùng các bạn ha. Thì Jay sẽ đưa ra cho chúng ta cùng tìm hiểu. Thì đây là những cái chỉ định, cách dùng và liều dùng mà nhà sản xuất đã đưa ra trên bao bì sản phẩm. Các bạn có thể đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cũng được. Chỉ định thì thuốc Ginkgofort được chỉ định dùng trong những cái trường hợp sau đây. Điều trị các chứng liên quan đến suy tĩnh mạch bạch huyết như là nặng chân, đau chân và hội chứng cẳng chân rung. Điều trị các dấu hiệu chức năng liên quan đến cơn trĩ cấp tính. Thì đây là những cái chỉ định của Ginkgofort 30mg. Cách dùng thì thuốc được dùng bằng đường uống, uống cùng với nước lọc là tốt nhất. Liều dùng suy tĩnh mạch bạch huyết thì chúng ta sẽ sử dụng 2 viên nang mỗi ngày, một viên vào buổi sáng và một viên vào buổi tối đối với trường hợp suy tĩnh mạch bạch huyết. Cơn trĩ cấp tính, điều trị tấn công 3 đến 4 viên nang mỗi ngày trong 7 ngày và các bữa ăn. Có nghĩa là chúng ta sẽ uống trong vòng 7 ngày và uống cùng với bữa ăn đó. Lưu ý, liều dùng trên chỉ mang tính chất tham khảo, liều dùng cụ thể còn tùy thuộc vào từng thể trạng và mức độ bệnh lý của bệnh nhân. Khi thăm khám mà bác sĩ sẽ cân nhắc và lựa chọn cái liều phù hợp nhất để chỉ định cho chúng ta sử dụng để tốt nhất các bạn ha. Cho nên là không ai sử dụng thuốc giống ai cả, cho nên chúng ta phải đi thăm khám thì mới sử dụng thuốc an toàn và hợp lý nhất. Cho nên là Trang luôn khuyên mọi người
Đừng tự ý sử dụng thuốc ngay tại nhà khi chưa có bất kỳ những cái chỉ định nào từ các bác sĩ. Chủ đề thứ tư, tác dụng phụ của thuốc Ginkgo Biloba 30mg. Thì khi sử dụng thuốc Ginkgo đó thì bạn có thể gặp được những cái tác dụng phụ không mong muốn. Sau đây thì chúng ta sẽ tham khảo cùng với Jen. Thì những cái tác dụng phụ mặc dù rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra trên hệ tiêu hóa, gây đau bụng trên, khó chịu ở vùng thượng vị, buồn nôn, tiêu chảy, hệ thần kinh, có thể dẫn đến đau đầu, những rối loạn ở da và mô dưới da như là bề đai, mẩn ngứa, phát ban, viêm da dị ứng. Thì nếu như chúng ta sử dụng thuốc mà gặp phải những cái tác dụng phụ không mong muốn thì chúng ta phải ngừng thuốc ngay lập tức và chúng ta báo cho bác sĩ biết. Nếu như nặng thì chúng ta phải đến các cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời các bạn ha. Cho nên là phải theo dõi những cái đáp ứng của mình đối với thuốc khi mà chúng ta sử dụng để an toàn và tốt nhất. Chủ đề thứ năm, chống chỉ định và thận trọng khi sử dụng Ginkgo 30mg. Thì ở đây Jay sẽ chia thành hai phần, một là chống chỉ định, hai là thận trọng. Thì chống chỉ định thì chúng ta sẽ không được sử dụng Ginkgo 30mg đâu các bạn ha. Thì chúng ta cần lưu ý những cái trường hợp này để chúng ta sử dụng thuốc tốt hơn. Thì thuốc Ginkgo chống chỉ định trong những cái trường hợp sau đây. Chống chỉ định đối với những bệnh nhân mẫn cảm với hoạt chất hay bất kỳ thành phần nào của tá dược. Không khuyến cáo dùng trong những cái trường hợp liên quan đến heptaminon như là cường giáp phối hợp với imao, nguy cơ tăng huyết áp bộc phát rất nguy hiểm. Thận trọng khi sử dụng. Do có heptaminon, khuyến cáo theo dõi huyết áp khi bắt đầu điều trị ở những đối tượng bị tăng huyết áp ở động mạch nặng thì chúng ta phải theo dõi huyết áp trong cái quá trình điều trị. Việc dùng thuốc này có thể bỏ qua điều trị đặc hiệu đối với các bệnh khác ở hậu môn, điều trị không nên kéo dài. Nếu như các triệu chứng trên không giảm nhanh chóng, thì chúng ta nên thực hiện khám lại hậu môn trực tràng và xem xét lại cách điều trị hoặc là có thể sử dụng những cái loại thuốc khác trong quá trình điều trị. Suy tĩnh mạch bạch huyết. Thuốc này có hiệu quả đầy đủ khi sử dụng kết hợp với một lối sống khỏe mạnh. Thì đây là những cái thận trọng mà chúng ta cần lưu ý quan tâm. Tránh tiếp xúc quá nắng mặt trời, nóng, đứng lâu, dư cận. Đi bộ lâu và đi tất ép đó, hoặc là băng chung, đặc biệt là tăng tuần hoàn tĩnh mạch. Thì chúng ta cần lưu ý các bạn ha, vận động viên. Đối với những vận động viên thì sao? Thuốc này có chứa những cái hoạt chất heptaminon có thể tạo ra dấu hiệu dương tính khi thực hiện kiểm tra doping. Cho nên là chúng ta cũng thận trọng khi điều trị suy giãn tĩnh mạch mà sử dụng thuốc Ginkgo này. Trong trường hợp nghi ngờ thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi chúng ta muốn tìm hiểu một cái loại thuốc nào đó hay là muốn sử dụng. Và tốt nhất là có bệnh thì phải đi khám bác sĩ để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và kê đơn thuốc phù hợp nhất các bạn nhé. Và nếu như các bạn thấy yêu thích những cái kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm quyenthetichang.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.